nêu đợt. Viết cho chuyên mục ký ức xưa hộp thư topfortel@vongxin.com bài viết Đàn bà ghen. Mời các bạn cùng lắng nghe nha. Có ai đó đã nói rằng muốn giữ chồng có một cách hay tuyệt là làm sao ghen chồng một chút chút. Muốn mất chồng có một cách hay tuyệt là làm sao ghen chồng một chút chút, cộng thêm một chút chút nữa. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, yêu nhiều quá thì thành ra mù quáng, mà ghen nhiều quá thì thành ra phản tác dụng. Người phụ nữ cần phải biết ghen, nhưng là ghen đúng người, đúng lúc và tùy thời điểm. Linh cảm của người phụ nữ rất nhạy bén, hễ chồng có dấu hiệu khác lạ hay có biểu hiện trên mức bình thường với người phụ nữ khác là các bà vợ lập tức nổi máu hoạn thư. Mà biểu hiện của cái sự ghen thì nhiều vô kể, từ nói bóng nói gió, đá thúng đụng nia đến căng vặn hạch sách tra khảo trực tiếp dù chưa có chứng cứ xác thực. Chỉ là tôi thấy nghi nghi là các bà vợ đã làm ầm lên. Kết quả chưa biết chồng có ngoại tình thật hay không, nhưng gia đình rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, cơm không lạnh, canh không ngọt, vợ chồng hậm hực với nhau. Thế nên, hãy chỉ ghen khi bạn có bằng chứng xác thực ở trong tay. Đừng có chỉ dựa vào những suy luận chủ quan mà phán xét. Đừng tự biến mình trở thành người phụ nữ ghen bóng, ghen gió ở trong mắt người khác. Chưa kể nha, lúc ghen thì ai cũng mất bình tĩnh. Nhiều người lúc bình thường thì dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng đến khi nổi cơn hoạn thư thì như biến thành một con người khác. Phụ nữ có xu hướng thích kể lể để tìm sự đồng cảm và ủng hộ. Nhưng người xưa người ta có câu vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Một người vợ thông minh sẽ biết cách ghen đúng người, đúng thời gian, đúng địa điểm. Thấy chồng nói cười với đồng nghiệp nữ, ghen. Thấy chồng đi cà phê với bạn học cũ, ghen. Thấy chồng thay hộ hàng xóm cái bóng đèn, cũng ghen. Những cái ghen như vậy người ta gọi là ghen mù quáng. Chúng ta không thể trói người chồng của chúng ta ở bên mình cả ngày. Chúng ta cũng không thể ép họ không có bất cứ mối quan hệ xã hội nào. Và một khi mất bình tĩnh, người ta thường hay có xu hướng làm trầm trọng hóa mọi thứ, nhìn mọi thứ có phần sai lệch. Chính vì vậy, ghen thì phải đúng người, đúng tội. Cho dù ghen như thế nào thì cũng phải bình tĩnh để phân tích phải trái đúng sai. Chính cư xử lịch thiệp, có lý có tính, biết phân tích thiệt hơn và luôn bảo vệ danh tiếng. Cho dù bạn có ghen như thế nào thì cũng đừng làm mất thể hiện và sĩ diện của người bạn gọi là chồng. Sâu chàng thì hố ai. Lên cơ quan của chồng mà khóc lóc ầm ĩ hay kể tội chồng với gia đình, họ hàng của anh ấy không phải là thượng sách, mà ngược lại còn làm cho tình hình tồi tệ thêm nữa. Người ta chưa phán xét, chưa bình luận chuyện ngoại tình của chồng bạn, nhưng mà hình ảnh của bạn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của chồng thì đã bị suy giảm đi đáng kể. Người đàn bà khôn ngoan sẽ biết cương, biết nhu đúng lúc, đúng nơi. Sự tinh tế và nhã nhặn của bạn là điều mà cả người thứ ba lẫn chồng bạn cảm thấy e sợ nhất. Suy cho cùng thì đàn bà khổ là do đàn bà. Khi biết chồng mình tòm tèm với người khác, phụ nữ lập tức lồng lộn lên, quyết tìm đối thủ để làm ra một nhẽ. Nhưng đó lại chính là sai lầm, bởi nếu có giải quyết thì cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn. Đồng thời khi bạn thượng cản chân hạ cản tay, tìm cách nhục mạ chửi bới người thứ ba, bạn đã vô tình đẩy chồng bạn xích lại gần cô ta hơn. Chồng bạn càng muốn đứng ra bảo vệ che chở cho cô ấy trước sự tự hào đông là bạn hơn. Vì vậy, ghen đúng người còn thể hiện ở việc xử lý đúng đối tượng. Hãy nhớ chồng bạn không phải là một đứa trẻ con để bị một kẻ thứ ba nào đó dụ dỗ. Vấn đề mấu chốt là ở anh ấy. Một khi chồng không còn coi trọng gia đình, vợ con thì không có người thứ ba này, anh ấy cũng sẽ có người thứ tư, thứ năm khác mà thôi. Ngược lại, một khi anh ấy đã quyết tâm sửa đổi, sẽ chẳng có ai khác xen vào được. Vì vậy, nếu cần thiết, hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng và với một thái độ bình tĩnh, đừng để giận quá mất hồn. Hạnh phúc gia đình là ở trong tay người phụ nữ. Từ trước đến nay, người ta vẫn nói ghen như là một thứ gia vị của tình yêu. Nêm gia vị là một nghệ thuật và người nêm là một nghệ sĩ. Nêm nhiều quá thì mặn, mà nêm ít quá thì lại nhè. Kiểu gì cũng làm cho mùi vị không trọn vẹn được. Hay nói cách khác, ghen cũng là một nghệ thuật. Phàm đã là con người thì ai cũng có máu ghen. Song cơn ghen ở phụ nữ dễ bộc lộ và dễ bùng phát hơn cơn ghen của đàn ông. Ghen thì ai cũng biết, song ghen như thế nào để có hiệu quả thì không phải ai cũng nắm rõ. Sao anh Kha lại sưu tầm một cái bài viết về... Về gì? Sai à? Đúng à? Bài viết này đúng à? Gì vậy? Mấy chuyện của đàn bà vậy nè. Đó ủa, chứ là em là đàn của gì? Em chứ. Của em mà. Đó mới là chuyện em làm, chứ anh phải lo những cái bài viết. Lớn quá à. Ví dụ như anh lo cái bài kia. Sao em? Anh bao là nói cái gì em cũng hiểu mà em anh... nói gì anh có hiểu gì. Anh lo cái bài chó ngao Tây Tạng với sư tử em cũng lồng lộn lên.
Rồi bây giờ anh lo cái chuyện nó nhỏ nhỏ vậy là cái bài ghen này em cũng lồng lộn lên là sao? Hả? Em lồng lộn bây giờ em là thuộc thể loại nào? Đào. Ai giấu cái đĩa bay của em? Đứa nào? Ghét anh. Đứa nào giấu đĩa bay của chị Milan Trinh? Làm cái gì? Đứa nào giấu cái đĩa bay của chị Milan Trinh trả lại cho chị ấy để về hành tinh của chị ấy đi. Ha, mục đích em xuống hành tinh này làm anh gì? Anh Vy, anh vẫy tay đi anh Vy. Anh Vy vẫy tay đi, lúc cần ổng không vẫy tay. Vẫy gì đó, đúng mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chỉ Là Thoáng Qua với tiếng hát của chị Chi. Làm ơn có ai đó trả cô lại đúng cái hành tinh của cổ giùm tôi.